Ba phẩm chất vàng, người nào sở hữu nhất định sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Mến chào các khán thính giả của kênh Đạo Đời. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chiêm nghiệm về ba phẩm chất quý giá của một con người, cũng là ba yếu tố quyết định để một người có thể gặp được quý nhân, nhận được phúc báo. Phẩm chất thứ nhất, không ham hư vinh. Hư vinh là một kiểu lừa gạt người khác, cũng là một hành vi lừa gạt chính mình để thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân. Rất nhiều người đã không ngần ngại dùng những thủ đoạn lừa dối, gian xảo để tạo nên vỏ bọc của bản thân với mong muốn được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Vì hư vinh, chúng ta có thể thấy rất rõ nhiều người tìm người yêu mua những trang sức xa xỉ, dùng những loại điện thoại đắt tiền, lái loại xe nổi tiếng, chỉ là để hy vọng có thể khoe những cảnh ân ái, danh phận trên mạng xã hội, nhưng lại không để ý rằng liệu điều đó có vượt quá ra ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng ta hay không. Theo đuổi lợi ích xứng đáng thuộc về mình vốn là điều không có gì đáng chê trách. Việc hy vọng nhận được lời khen ngợi của người khác cũng là tâm thái bình thường. Tuy nhiên, người đàng hoàng chính trực là người không tơ hào của phi nghĩa hay những thứ không thuộc về mình. Còn nếu không thì mọi thủ đoạn chỉ để thỏa mãn thói hư vinh thì kết quả sẽ hại người hại mình. Để thoát khỏi được gông cùng của hư vinh, trước tiên chúng ta phải học cách nhận thức bản thân đúng đắn. Chỉ khi có nhận thức đúng đắn về bản thân và đánh giá về bản thân một cách khách quan, chân thực thì chúng ta mới không dễ dàng bị lung lạc khi được nhận lời khen hay xu nịnh. Shakespeare đã từng nói, hư vinh phù phiếm là một kẻ thù vô cùng tham lam, nó đang nuốt chừng tất cả. Kết quả là phải hy sinh dưới lòng tham của chính nó. Chỉ có người không tham hư vinh mới có thể sống thẳng lưng, đứng thẳng người, không khom lưng luồn cúi hay vì lợi quên nghĩa. Dù cuộc sống phải đối mặt với nhiều ham muốn, họ vẫn có thể thong dong tự tại, sống đúng với nguyên tắc của chính mình. Cũng nhờ vậy, họ thấy người khác đắc được thứ tốt thì vui vẻ, gặp người tốt, việc tốt thì có lòng biết ơn. Khác với nhiều người có tâm lý cực đoan, luôn đánh đồng với lời khen với sự a dua xu nịnh, người khôn ngoan biết cách nhìn nhận tỉnh táo hơn, dù là hữu ý hay vô tình. Đây chính là cảm xúc tích cực, tạo động lực và trải nghiệm tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Người sở hữu phẩm chất này thường có các mối quan hệ vững chắc, người khác đều muốn hợp tác, kết giao, xây dựng được nền tảng thuận lợi để đương đầu với nghịch cảnh. Phẩm chất thứ hai, sống lương thiện, tử tế và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cổ nhân có câu, thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Từ xưa đến nay, lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người, thế gian. Người sống tốt đẹp và tử tế luôn dễ dàng thu phục lòng người. Có ai mà không muốn kết giao, làm bạn với người có tấm lòng lương thiện. Bởi vậy mà cổ nhân giảng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp con người luôn có nội tâm an định, tường hòa. Ở hiền gặp lành, lòng bao dung của con người thực sự có thể đem lại những kết quả tốt đẹp, nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Trên con đường dài của cuộc đời, lòng tốt là la bàn trong mỗi trái tim. Khi chúng ta nhìn thấu tấm lòng, mãi mãi sẽ không đi sai được. Tục ngữ nói, thiện hữu thiện báo. Hết thảy vạn sự vạn vật trên thế gian đều là nhân quả tuần hoàn. Tuy rằng có rất nhiều việc tốt chúng ta làm chưa được hồi báo, nhưng chỉ cần chúng ta có một tấm lòng như vậy, tương lai nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp. Một người có trái tim lương thiện sẽ luôn gặp được quý nhân phù trợ, may mắn, phúc đức đều gõ cửa tìm đến. Bởi vì khi họ biết cho đi thì họ sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Sự lương thiện xuất phát từ trái tim chứ không phải từ những tính toán, cũng giống như ngọn đèn đường, tuy chẳng thể sưởi ấm được cho ai, nhưng lại có thể soi sáng cả con đường dài mà chúng ta đi sau này. Phẩm chất thứ ba, biết cách tôn trọng người khác. Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một người, là cảnh giới cao nhất của đời người.
giao tiếp là một con đường hai chiều. Nếu bạn tôn trọng ý tưởng và chọn lựa của người khác, họ cũng sẽ tôn trọng bạn và lắng nghe bạn. Còn ngược lại, họ sẽ tìm cách chống đối bạn, coi thường bạn và vượt mặt bạn. Với kẻ kiêu căng tự mãn, chỉ một thành tựu nhỏ cũng đủ để họ lộ ra bản chất tự cao tự đại của mình. Lâu dần, khi tự kiêu trở thành một loại thói quen, họ cũng dễ dàng coi thường những người xung quanh. Kẻ hay chê cười người khác như không khí độc chỉ khiến mọi người muốn bỏ chạy. Ngược lại, một người biết tôn trọng người khác sẽ giống như không khí trong lành, khiến mọi người thấy dễ chịu thoải mái khi tiếp cận. Trên đường đời, người có phúc khí sẽ nắm trong tay chiếc chìa khóa quan trọng để thành công. Đó chính là sự tôn trọng được biểu hiện chân thành, bất kể bạn giàu có hay nghèo khó. Nhưng khi bạn tôn trọng người khác, bạn sẽ luôn tốt đẹp trong mắt họ. Đừng áp đặt thói quen của mình lên người khác. Cần phải học cách nhìn nhận sự khác biệt đến từ bản chất và hòa nhập với nhau. Hẳn nhiên, tôn trọng cũng không phải là con đường một chiều, mà là hai chiều. Một món quà quý giá dành cho người yêu thương không phải hoa hay quả đắt tiền, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng. Quý vị thân mến, sở hữu những phẩm chất trên chứng tỏ bạn là một người đáng nể, cũng vô cùng đáng tin, giành được thiện cảm của mọi người. Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút, cảm hóa và khích lệ người khác, dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt từ người khác. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Muốn được phúc báo, trước hết hãy sống tốt. Khi bạn suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp, thì cuộc sống tự nhiên sẽ mỉm cười với bạn.